Đối tượng bị bắt giữ là Phạm Văn Ca, sinh năm 1974, quê quán Minh Hòa, Kinh Môn, Hải Dương, tạm trú khu 5 Ca Long, Móng Cái, Quảng Ninh. Trước đó, khi phát hiện đối tượng đang đi xe máy nhãn hiệu SH, biển kiểm soát 14H5-5528 từ hướng nội địa vào khu vực bờ kè sông biên giới có dấu hiệu khả nghi. Đội mật phục Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu đối tượng dừng lại để kiểm tra, nhưng đối tượng đã bỏ chạy. Sau một hồi truy đuổi, đội mật phục đã bắt được đối tượng và tiến hành kiểm tra thùng các tông thì phát hiện bên trong có chứa một bộ da thú, 8 đoạn sừng trâu nước và 40 bánh heroin có trọng lượng 13,6 kg. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã khởi tố vụ án hình sự, bàn giao đối tượng, tang vật cho phòng PC47 Công an tỉnh Quảng Ninh thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Tính từ đầu năm 2013, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã bắt 5 vụ với 6 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ hơn 44 kg heroin, 46 kg pháo và 40 bộ sử dụng ma túy.